Trái ngược với công bố từ ngày 27 đến 29 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Tre Việt Bamboo Airways sẽ cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên thì nay lại lùi đến tháng 1 năm 2019. Ngày 27 tháng 12, ông Đặng Tất Thắng, tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways, cho biết kế hoạch khai thác thương mại bằng máy bay A321neo dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2019 nhằm chuẩn hóa mọi công tác khai thác và phục vụ hành khách.